cái mình còn nhớ lúc đó mình nè, mình đi bên đi chung một xe, cái xong mình thấy cái tin nhắn nó nói cái không chắc là xạo đó, không có gì đâu, có những mối quan hệ khó bất đồng thiệt. Đây mình mới nghĩ chơi là cái chuyện đó cái chuyện đương nhiên, còn có những mối quan hệ á em cảm thấy tự nhiên tới một ngày mình không còn duyên để chơi với nhau, nó cảm thấy là không có còn đủ thân để kết nối nữa. Nếu mà không có nói liền cái đó xong rồi là không có sự xuất hiện của người đó là nó sẽ thành nói xấu sau lưng đúng không? Nói chung là không bao giờ xin được chị mà không có miêu hết. Chị đối với chị lúa lên vậy hay hùa ấp nhật nguyên, cái xong cái chị mới ra bên cộng cái chị không hiểu tại sao là mình không có những người đó, khi rõ ràng mình mới là người thông minh nhất và miêu đó cũng là người cần chị nhất. Xin chào tất cả mọi người, để đến với lại Around Bean tập 5. Thì nếu mà bạn nào đã theo dõi tập 4 thì mình và hai khách mời là Taka và Miu có quay về một cái topic tình yêu. Thì ở cuối cái video đó tụi mình có mention tới về tình bạn của tụi mình. Thì hiện tại mình vẫn đang ở Đà Lạt và mình cảm thấy cái topic tình bạn cũng khá là hay ho để share đến mọi người. Cho nên là hôm nay ngoài sự xuất hiện của Taka và Miu sẽ có thêm hai special appearance mới, đó là Kiệt và Khang. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Uy Khang. Và nếu như mọi người đã xem cái vlog ở Hà Nội và một số những cái vlog trip của Bin thì mọi người biết mình có chơi với bạn này. Hiện tại mình đang là founder của một nhóm nhảy là Pong Grill và mình là marketer của Hand Group. Xin chào mọi người, mình là Kiệt. Công việc hiện tại của mình là marketer ở Hand Group. Ngoài ra thì mình còn làm freelance model. Do lần đầu mình xuất hiện ở vlog của Bin nên là mấy bạn có gì thông cảm với mình. Mình cũng vậy, hơi ngại. Ý là Kiệt với Khang thì là lần đầu xuất hiện với lại cái tư cách khách mời đặc biệt ở trong những cái vlog mà nó trò chuyện như thế này. Chứ những cái vlog khác trước đó thì tụi nó đã xuất hiện rất là nhiều rồi. Quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì có một cái câu hỏi mà mình muốn, nó là cái câu hỏi đầu tiên để mình xem thử coi cái góc nhìn của bản thân mình với lại những người bạn của mình giống nhau, match với nhau được bao nhiêu phần trăm hay là khác nhau hoàn toàn luôn. Đó là cái câu hỏi số lượng hay là chất lượng? Chọn cả hai. Nhưng mà lý do là chọn cả hai? Chị nghĩ chị là người đủ thông minh để có thể chọn lọc được mối quan hệ của mình. Cái số lượng nó vừa đủ nhưng nó cũng chất lượng. Ờ, chứ này nó cũng sẽ nằm trong nhiều môi trường khác nhau đúng không? Đúng rồi. Chứ đâu phải ví dụ riêng bạn mẹ không đâu. Cái này tao cũng tin nói á, em cũng chọn cả hai, tại vì cái công việc của em nó nhiều cái môi trường, nó nhiều cái circle khác nhau thì em phải cần số lượng, tại vì nó sẽ mang lại những cái benefit khác cho cái công việc, cái cơ hội làm việc này nọ của em. Còn nếu mà hỏi cụ thể hơn để chọn bạn mà trải lòng, có thể tâm sự, có thể deep talk, tất nhiên là mình sẽ chọn chất lượng rồi. Nhưng mà vẫn giống Taka thì em sẽ chọn cả hai và em sẽ chọn là từng cái circle một. Ủa ví dụ như công việc của mình không có cần cái công việc và với cái môi trường xung quanh em thì cũng cần số lượng. Vừa có số lượng nhưng mà cái số lượng đó chất lượng đúng không? Chất lượng kém thì mình sẽ có thể nói là không hợp tần số với mình á. Chứ chất lượng kém giống như mình tự khen mình chất lượng cao á, thật sự là nó vẫn quan trọng trong cái công việc thì mình cũng phải cân nhắc mà mình vẫn giữ cái mối quan hệ đó. Còn nếu mà mối quan hệ chất lượng thì chắc chắn mình phải cố gắng giữ lấy nó để có lợi cho cả hai. Chị thì sẽ nghiêng chất lượng nhiều hơn. Yeah. Một phần này do công việc của chị Miu đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhiều người đã phải làm trong việc kiểu như nó gói gọn, có thể là một mình họ hoặc là chỉ với vài nhân viên của họ thôi á, nó không có cần phải nới rộng ra quá nhiều những cái mối quan hệ khác để giúp cho cái công việc của họ thì họ sẽ chọn. Nhưng mà đầu tiên thì mình nên tính đến cái số lượng trước ha. Ấy là mình phải làm quen với mọi người trước đã, sau đó mình chọn mới. Chị không có thích làm quen trước thì chị sẽ cảm nhận có cái chất lượng đó ok hay không chị mới cho. Nhưng mà nếu mà cảm nhận, nếu mà tụi em thì tụi em sẽ vậy á, vô rồi mình mới biết nó làm sao. Đúng rồi, những người mà không hợp thì bắt đầu mình sẽ dần nói chuyện ít dần hay sau đó. Lúc mà chị đi học rồi, cái công việc chị cũng cần số lượng, chị đã không có cái tính chọn số lượng. Ví dụ như thấy người đó mà không hợp là không bao giờ nói chuyện nữa luôn. Chứ không cần phải duy trì mối quan hệ, là không phải là độ tuổi bây giờ mới như vậy nha, mà hồi xưa đã vậy. Thì thông qua cái câu trả lời chất lượng với số lượng á, thì em thấy ở cái hội bạn nào, ở hội mình luôn đều có là 9 người 10 ý. Tức có nghĩa là khi mà chọn ra một cái vấn đề á, thì có thể là người này sẽ chọn ý này, người kia sẽ chọn ý kia. Tụi mình lúc nào ngồi thảo luận với nhau là tụi mình cũng sẽ đều đưa ra cái gì. Giống như là mình còn một bộ phim cũng vậy nữa.
mỗi đứa mình là sẽ đều có một cái ý riêng ở trong bộ phim đó. Kiểu như là, trời nếu mà tao là nhỏ này tao sẽ làm vậy rồi. Nếu tao trong cái tình huống đó tao sẽ làm lại vậy đó. Em muốn kiểu review lại, throwback lại để xem á cái cách mà mình duy trì cái mối quan hệ của mình như thế nào để cho mọi thứ nó đều có cái sự cân bằng á. Tại vì bây giờ để lên cái bàn cân thì có những cái ý kiến của người này người kia thì nó sẽ không bao giờ đều được. Mỗi lần mà em mở mấy cái ask ở trên Instagram á, tôi cũng nhận được khá những cái câu hỏi khen kiểu trợ quý là anh Bin có nhóm bạn chưa, kiểu vui, kiểu em ước cũng có một cái nhóm bạn như vậy cùng tần số. Nói rồi cái là mọi người hiểu ý nhau kiểu vậy đó. Theo dõi mọi người cũng đã lâu á, tại vì do em với Khen cũng là bạn của Bin sau này, sau rồi chơi với Bin là mới chơi với mọi người. Mà em với Khen cũng có biết là trước đó mọi người cũng có những cái mối quan hệ cũng rất là social, mọi người biết đến nhiều. Chính bản thân em và các bạn ở trên fan của mọi người luôn á là đều cùng một câu hỏi là tại sao những cái mối quan hệ đó bây giờ không thấy xuất hiện nữa. Hay là mọi người có phần tương tác với nhau nhiều không? Kiểu mọi người trước đó cũng bảo là hợp nhau thì có phải là do bắt đầu có những cái tính cách nó bốc đồng với nhau sao rồi như thế nào? Giống như đại Kiệt nói á, cái chữ cùng tần số á, theo em cảm nhận thì em thấy nó phụ thuộc vào cái thời gian. Tại vì thời gian có thể là tính cách của mình thay đổi hoặc là có thể tính cách của đối phương thay đổi. Thì khi mà một sự thay đổi gì đó nó ảnh hưởng về năng lượng, nó ảnh hưởng về tần số, nó ảnh hưởng về cái sự thấu cảm cho nhau á, thì tự nhiên mình cảm thấy hết smart được với nhau. Em nói đơn giản thôi, giống như là hồi nhỏ em chơi với bạn trong sớm em vậy, lúc đó là rất là thân và vui, là cùng tần số á. Xong rồi từ từ lớn lên mọi người đều thay đổi, cái tự nhiên không chơi với nhau nữa, cũng không có gây gỗ xích mích gì. Ý là có những cái mối quan hệ em như vậy luôn á, em không có một cái gì là bóc bạn như người đó luôn. Thì em nghĩ đó là cái thời gian nó làm cho cái chemistry của hai người nó không còn match được với nhau nữa, thì nó không liên quan với nhau nữa thôi. Tần số năng lượng thì đó cũng đã nói được một phần nào, tại vì cái năng lượng là cái thứ có thể thay đổi mà nó thay đổi cho môi trường. Nhiều khi ví dụ cái khúc đó mình đang ngồi những thứ xung quanh mình đang suôn sẻ, mình đang vui thì bạn mình nó cũng đang vui, thì mình thấy nhìn êm đềm nhau vậy thôi. Nhưng mà thử một trong hai đứa đi, ví dụ mình kinh doanh đi, mình thất bại, kiểu mình không có tiền, chỉ với đang ví dụ thôi nha, mình sẽ bị stress, xong rồi mình lại ảnh hưởng cái năng lượng đó cho bạn mình. Thì bạn mình ví dụ như có những đứa nó sẽ cảm thấy là ok tao sẽ cùng mày vượt qua giai đoạn này, tao kéo lên cái năng lượng của tao. Nhưng mà có những người thì cảm thấy là cái khúc này xuyền quá, mà cái năng lượng này nó tiêu cực quá, không hợp với tao nữa. Có sự sai cách dùng cái nó cũng hay gọi là cái duyên á. Có một cái nhóm bạn nào mà kiểu chơi thân hay như thế nào đó mà phải nghỉ chơi nhau, thì em nghĩ là mình cũng nên biết cách suy nghĩ á, để cho không có bị nặng về sau. Nghĩ nhẹ nó là coi như mình hết duyên rồi, thì duyên này đi thì sẽ có duyên khác tới, thì giống như mình thay đổi, mình có thêm cơ hội thì cũng hay. Thật ra em cũng đã từng như vậy. Tại vì á, cái chữ bốc đồng á rất là dễ suy nghĩ tới. Khi mà người ta nhìn vào mối quan hệ á, cả nhóm bạn đang chơi với nhau thì tự nhiên cái không còn chơi với nhau nữa, thì cái chữ đầu tiên á mọi người sẽ xuất hiện trong đầu là cái chữ drama, cái chữ bốc đồng liền. Nhưng mà như nãy em nói á, tùy mối quan hệ, có những mối quan hệ khó bốc đồng thiệt thì mình mới nghĩ chơi là cái chuyện đó, cái chuyện đương nhiên. Còn có những mối quan hệ á, em cảm thấy tự nhiên tới một ngày mình không còn duyên để chơi với nhau, nó cảm thấy là không có còn đủ thân để kết nối nữa, thì tự nhiên nó dần rồi, và nó chỉ là bạn bình thường lại, bạn xã giao. Đúng rồi, ít nói chuyện nhau mỗi ngày thôi. Với lại hiện tại thì để chị trả lời cho câu hỏi của Vi, thì chị nghĩ là đầu tiên là tôn trọng nhau trước, đó là cái tối thiểu, cái cần thiết nhất để mà duy trì một mối quan hệ. Không chỉ tình bạn, bất cứ mối quan hệ nào cũng phải tôn trọng nhau trước, tại vì ai cũng có cái tôi hết á. Đứa thì cái tôi cao, đứa thì rất là dễ chịu. Ví dụ như nói chuyện mình đi du lịch với nhau thôi, là chọn khách sạn nào, ví dụ như mình đang đi 10 đứa thì tụi mình là chấm vé ra hoặc kiểu những dễ chịu, hay đứa là sao không được tao sao không được đó. Thì mình thấy cái đó đẹp xong rồi mình chọn, thì mình đi nói tiền xong mới để chuyển tiền thôi. Tại vì mình đã chơi với nhau rồi nên mình đã biết cái gu chọn khách sạn, là gu chọn đồ ăn, gu chọn nhà hàng như thế nào đó cũng hiểu rồi á. Đúng rồi, có một cái câu chuyện trong cái chuyến này luôn đó, cái câu chuyện mình đặt khách sạn trước đó đó Miu. Đó là mỗi ngày chị TK chị nhắn tin vô đó, tao đặt 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 vậy, cái xong mọi người cũng ok, chị đặt gì cũng chuyển khoản cho. Xong rồi cái lúc đó cái tụi mình mới chọn cái resort, chốt cái đó luôn, chốt cái đó, chuyển khoản vô tiền cọc cái khách sạn đó 2 ngày. Cái tự nhiên cái hôm đó đi cà phê bàn cái plan, đi hào hứng, và TK đang đứng order cà phê, bật lên coi lại cái hình đúng không, quay một cái bài post dài xuất hiện mà cái bài đó, cái bài đó 82 follow. Sau vài giây phút đó vô trong cái tin nhắn là thấy là cái tin nhắn chưa gửi được, cái xong cái chuyện thấy kỳ kỳ rồi, coi lần nữa, bấm vô cái trang là không vô được rồi, bị block.
cái mình còn nhớ lúc đó mình nè, mình với Bin đi chung một xe, cái xong mà thấy cái tin nhắn nó cái không chắc là xạo đó, không có gì đâu. Tại vì bà Taika thường á, bà rất là kỹ tính, kiểu giống như là hả, cũng coi cũng đọc Conan nhiều quá hay sao á, bà cũng nhiễm á mọi người, là bà hay thích làm Sherlock Holmes lắm, bà hay thích đi điều tra, tìm tòi giải đáp những cái câu đố này. Bởi vì một phần lúc đó thì mình giao hết cho chị Taika làm rồi, cái tự nhiên cái phát hiện này. Ấy mà lần đầu tiên trong cuộc đời bị lừa đảo luôn mọi người, đó giờ chưa bao giờ. Làm gì mà lúc đó bị lobo quá sao rồi? Không có lại nha, cái bữa tối hôm trước á, kéo cái bữa tối cái lúc mà chị thấy cái này quá đẹp đi, chị còn nghĩ là có khi nào hình này lấy hình của nước ngoài không nữa, xong cái chị còn lên chị search ra cái tên vậy, nó ra review xui một cái là cái bay thiệt á, cái tên nó khác mà cái bay fake, sao lại trùng như cái Google review. Tụi mình đã chuyển cọc chia đều ra hết rồi, xong rồi cái nó lấy pin trời, giờ sao ta, cái chị Taika ra không bị lừa thì cái leo lên xe đi tới quán nào. Thường thường là người khác sẽ trời má sao xui quá vậy ta, chắc cái này là có cái chuyện gì đó, coi như là mình trả trước. Mình trả trước qua cái câu thứ hai, cái tự nhiên mình vui bình thường lại liền hay thì phải phải chấn an nhau liền. Và tất cả mọi người chung cái tinh thần là mình đang rồi trả trước cho một cái sự hoạn nạn gì đó cho mình, cùng chia mình sẻ được. Mục đích ban đầu cái chuyến đi này của tụi mình là để kết nối những linh hồn, tự nhiên mọi người đều đồng ý chia sẻ cái quần đó luôn. Cho nên mình thấy cái vấn đề đó là respect, đúng không? Nó cho nên là cái đó nó cũng là cái mà mình muốn nói, tức có nghĩa là tụi mình cái mà xét đó nó liên với nhau á, kiểu như nói ra mọi người cũng cảm thấy ok nên okay, cho nên là một trong những cái này nó làm nên cái sự duy trì được cái ngoài của tụi mình. Chứ nếu mà một người đúng rồi, ví dụ như đứng dậy nó chỉ cần phản ứng là kiểu cái này, cái này chị đặt chị phải chịu không. Tại sao em phải chịu là xong, bắt đầu có sự xa cách á. Mình thấy cỡ 80% mà mối quan hệ của Bill gặp á là thường là đều là như vậy, cho nên là chắc như vậy cũng là một phần là không thể duy trì được. Lúc mà Bill có hỏi mình trên xe giờ sao, giờ sao, cái Bill cũng nói Bill thì giờ bị lừa, có ai muốn đâu, bá xui, có ai muốn thôi thì thôi. Bình thường đi du lịch là Bill với Bill sẽ là người mà đặt khách sạn, cái sau đó tự nhiên hôm đó cái chị Taika đặt cái lỗ hôm đó sao với mày đặt hay sao bên, xong rồi cuối cùng thì mọi người cũng chia sẻ cái việc đó. Mày đâu mà biết Taika bị lừa gì? Taika bị lừa là không tin. Tại khúc đó không có con kiệt ở đó. Không biết, không tin thiệt. Thì Taika đó giờ sao bị lừa được má, ví dụ thằng có khen gì tao không nói. Sau cái chuyện này mình rút được hai điều là nếu mà mình có đi đâu du lịch đó thì mình nên cân nhắc cái chuyện đặt qua app hoặc đặt qua fanpage. Với lại cái thứ hai, cái resort đó nó cũng lớn, nó cũng mát sao đồ, của nó là cũng là một người nổi tiếng á. Thì nếu họ có xem được video này thì mình nên chạy cái bài seeding của bài thiệt của mình. Đây rất nhiều nó rầm rộ lên. Nó dậy mạnh hơn cái bài thật luôn. Cái lúc mà mình vào cái bài thật mình vẫn thấy một cái bài cảnh báo, nhưng mà cái bài cảnh báo nó có lè què mấy cái tương tác, tại vì nó sẽ gián tiếp ảnh hưởng cho dù là không phải là chính chủ nha. Nhưng mà người ta sẽ bị, nếu mà quay lại sẽ không đi cho nó. Người ta mất cái ấn tượng như tâm lý của mình cũng vậy á. Sau khi tụi mình bị lừa thì tụi mình vẫn còn thấy nó chạy bài quảng cáo, cái bay phát đó nha, vẫn chạy bài quảng cáo trên các story và quay cảnh đẹp rồi kia, cái gọi giảm bao nhiêu phần trăm vẫn tiếp tục chạy bài. Sau đó rất nhiều người vẫn tiếp tục bị lừa, cái cảm giác mà bị lừa nó tệ chứ. Mà mấy đứa đang tiền chắc cua. Và một cái này nữa, cái biết bị lừa tinh vi nhất mà tụi mình phải dính lại dùng cái số tài khoản ngân hàng chuyển khoản cho cái bên lừa đảo á, nó là cái tên của cái resort đó luôn, tức nghĩa là nó đi đăng ký cái tên đó cho cái bank luôn. Nó quá tinh vi mọi người, nếu mà đọc cái tên nó là một cái tên cá nhân. Nó lại cái tiếp theo mà em nghĩ nó giúp mình duy trì được cái mối quan hệ á, là cái mà cái sự nói chuyện á, là không có im lặng. Nếu mà gặp cái vấn đề gì sẽ góp ý thẳng với nhau, sẽ nói thẳng ra gì đó, nhiều khi chửi cũng được nữa, nhưng mà sau cái đó nó lại không có để bụng, nó lại hiểu nhau hơn chứ đâu phải là ghiêng. Ví dụ như nói ra xong rồi đứa đó nó cũng nghe thì mình coi như là cái bản tính là vậy á. Evan, đôi khi mình cũng phải chấp nhận tính của người ta, tại vì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ thích nghi được với cái đó thì mình sẽ bỏ qua được á. Thì có gì đâu có ai hoàn hảo đâu. Thế nên là mình phải nhìn nhận những cái tốt của người khác trước. Ấy là khi mình có cái vấn đề xảy ra với người đó, mình phải suy nghĩ là thật ra thì nó cũng nó chỉ là nhỏ trong cái chơi tiền cái bạn ba đã làm cho mình, hoặc là cho những cái mối quan hệ bạn bè xung quanh mình sẽ giống gì tới cá, tức là nhìn vô điểm tốt của người ta nhiều hơn trước, đúng không? Đúng rồi, phải nên như vậy. Nhưng mà thường ai cũng phải nên như vậy chứ. Lúc đó ví dụ bản thân mình mà bị tức giận quá thì những đứa trong nhóm cũng sẽ nói như vậy luôn, cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm, cho nên là mình mới trực tiếp góp ý lại với cái bạn đó. Đó cũng là một cái tốt để mà nhóm có thể hòa hợp với nhau hơn, chứ ví dụ mình vẫn giữ cái tính xấu đó mà cứ âm thầm mà kiểu chịu đựng á, là giọt nước tràn ly á. Đúng rồi, bởi vậy cái keyword của mình là cái nói chuyện á, và cái gã cái phía cái người mà nếu mà có làm sai á thì cũng phải biết tiếp thu, chứ không có gọi là bị cố chấp, không có bị ngoan cố chấp. Nói ra tính xấu chứ không nói xấu. Còn ví dụ như thấy tính xấu thì mình nói liền mỗi ngày á. Mình sẽ nói cái kiểu vừa giỡn vừa thật.
đúng đùa để cho đó. Đúng nhưng mà đó luôn đúng vì lúc mình sẽ nói một câu nghiêm túc để thôi nhưng mà không có quá là căng thẳng, có thể gọi là nhẹ nhàng góp ý cái đó gọi như vậy á. Ừ. Thì trong lúc mình giỡn mình sẽ nói lên luôn thì em nghĩ là nó sẽ ok hơn. Không, ví dụ như chị thì có gì thì chị chửi liền. Ừ, đúng rồi đó. Kiểu của tụi mình là tụi mình hiểu nhau, tụi mình biết là trong cái lúc đó nó sẽ có những cái khúc vừa đắm vừa xoay nhưng mà nó cũng là cái để mà mình nên lắng nghe tụi mình tiếp thu. Nếu mà không có nói liền cái đó xong rồi 4-5 người đều khó chịu cái vấn đề đó, sau này nó sẽ thành nói xấu, là không có sự xuất hiện của người đó là nó sẽ thành nói xấu sau lưng, đúng không? Cái vấn đề đó hay gặp trong tình bạn á. Thì bởi vì thay vì những cái đó thì mới nói lên chọn cái cách là nói thẳng á. Cái lúc mà vừa xảy ra giống như TK nè, bà chửi thẳng luôn. Chị lớn thì đúng. Giống như ta chửi thì chị quay thấy là bà đẹp quá, bà dữ quá rồi, bà khó tính quá rồi. Thì tụi nó sẽ chấp nhận, cũng ví dụ như mấy đứa kia nó ngạt bằng tuổi nhau. Có lại đứng ra nói người thầy dạy đó. Cười thì tại sao ta phải nghe mày kiểu. Quan trọng là cái cách người đó tiếp nhận cái ý nó như thế nào nữa. Giống như cũng có mấy lần á, em cũng hay nói, cũng hay nhỉ cái vấn đề những cái kia, em kêu là hả, ừ cái đó là mày làm thì chưa có ok nha, mày phải nên đi giải quyết vậy với nó đi hay sao đó. Với một cái người thứ ba và con Khang như nó đang có drama đi, thì đó là em nói vậy thì quan trọng cái ý con Khang nó tiếp thu như thế nào. Đúng rồi, nó ngẩn rồi, nó tham thế là ừ thằng Bi nói hợp lý, ok để nó coi sắp xếp nó sao đó. Xem sáng và thay đổi thật sự. Còn nếu giống như để mình nói, nếu mà nó chỉ là một cái nhỏ trong nhiều cái tốt á, thì có thể trong chút bỏ qua. Chứ đâu có ai hoàn hảo đâu, cứ bắt phải tốt này tốt kia mà tốt theo ý người khác thì riết là đâu phải là bản thân mình. Thì cái đó là hoàn là cái keyword hồi nãy đầu tiên á, mình có nói chấp nhận á. Không ai hoàn hảo 100% hết. Để mà nhắc lại cái topic chữa lành ở tập 4 Binway với lại Mi số đề TK thì tụi mình có một cái hứa hẹn nhỏ xíu thôi, là sang tập này tụi mình sẽ chia sẻ về cái hành trình mà tụi mình chữa lành xung quanh có những cái mối quan hệ bạn bè góp vào như thế nào. Thường cái vấn đề mà mọi người cần chữa lành nhất là vì tình yêu. Nếu mà muốn chữa lành tình yêu đó là mình phải biết là phải có người yêu mới. Đúng, ví dụ như là mình chia tay người đó thì mình sống không nổi, thường mình phải có người mới, nhưng mà đâu phải là ngày 1, ngày 2 là có liền đâu. Đúng rồi, thời gian. Hoặc những cái người bạn xung quanh mình khi tình cảm nó đủ lớn để đắp như đúng nhỏ đó, cái thời gian mình buồn thì nó sẽ ít hơn, đúng không? Giờ mình phải duy trì cái năng lượng đó. Thì như cái tập trước mình có chia sẻ, mọi người hay hỏi là cái hành trình chữa lành của Miu như thế nào sau khi gặp mối quan hệ toxic đó, nhưng mà mình đã chữa lành ngay trong khi là mình vẫn còn cái mối quan hệ toxic đó rồi. Vẫn còn ở đây có nghĩa là chị đang bị mắc kẹt chứ chị không phải là còn yêu nha. Đúng rồi, nhưng mà thật sự là mình không phải buồn tại vì mình đau khổ phải chia tay người đó mà mình không biết tiếp theo như thế nào. Mình không biết bây giờ của bản thân mình sao? Là thường á, những người mà bị mắc kẹt với một mối quan hệ như vậy thì những người xung quanh của cái người mà bị mắc kẹt sẽ thấy cái vấn đề là cái con nhỏ nó bị xui quá nó mới gặp một cái người như vậy. Nhưng mà ví dụ mấy người bạn đây của Miu thì cho Miu thấy cái cảm giác đó nó không phải là Miu xui mới bị như vậy. Khúc đó là chị hay nói Miu là nói chung là nếu mà nhắc về cái chuyện tình cảm của Miu với lại cái mối quan hệ toxic đó, nó ảnh hưởng rất nhiều tới tình bạn của Miu với TK. Hai đứa cũng hả lần đầu tiên mà không mới hiểu nhau luôn, chơi với Miu chắc 10 năm chưa bao giờ kể nhau bất cứ một chuyện gì luôn, mà lần đó là im lặng không nói chuyện với nhau. Đấy là chị nhớ là cái sinh nhật xong nó 2014 của chị là lúc đó Miu up tấm hình với lại em. Nói chung là không bao giờ sinh nhật chị mà không có Miu hết, chị đối với chị luôn là chị hay của người up sinh nhật của em. Cái xong cái chị mới ra bên cạnh cái chị không hiểu tại sao là mình không có những người đó, những khi rõ ra mình mới là người thân yêu nhất và Miu đó cũng là người cần chị nhất. Không hiểu tại sao được có một người con trai mà có thể ảnh hưởng tới cái mối quan hệ tình bạn của mình. Cái người đó là không được phép làm như vậy với Miu, không có cái quyền mà làm sao cái mối quan hệ của chị với Miu bị như vậy. Cho nên là khi khúc mà gặp lại chị có nói với Miu là Miu không có xứng đáng vậy như vậy, Miu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa. Nếu như là Miu cần chị thì Miu phải chấm dứt cái mối quan hệ đó đi. Lúc đó cũng có Bi luôn, thì sau khi Miu về là Miu đã giữ lời hứa với chị với Bi. Lúc đầu chị cũng nghĩ là dù có hề lại với Miu nhưng mà sẽ không có được như trước, nhưng mà không, khi mà hề lại thì nó lại càng gắn kết hơn, tại vì lúc nào Miu cũng như là em gái ruột của chị. Tại vì cái vấn đề nó cũng không phải là gây ra từ mình nữa, thì nó không phải là mình cho nên mình mới tức. Ví dụ như là hả, do mình thì tự nhiên một người khác làm cho mình tự nhiên xen vô mà làm cho mình phải nghỉ chơi nhau thì rất là ấm ức á. Không phải là cái hành trình mà bạn bè góp phần vào để chữa lành cho những cái tiêu cực của tụi mình là cứ nằm phùng nằm điên đâu mọi người. Nó cũng phải trải qua những cái mà nước mắt gì hết, tụi mình mới hiểu nhau hơn, tụi mình mới gắn kết được với nhau nhiều hơn chứ.
chứ không phải là cứ có một cái nhóm bạn lúc nào trên social kiểu mọi người nhìn cho mọi người thấy là cũng vui vẻ cũng cười là mọi người cảm thấy à có những đứa bạn gì thì mình mới đỡ buồn, không phải, cũng đánh lộn cắn xé nhau nhiều, cũng phải qua nước mắt nhiều khi là đổ má với nhau á, cho nên là mình ngồi đây giờ nè. Phải trải qua được những cái thứ đó thì mới thật sự bền, mới thật sự hiểu nhau. Chứ còn để kể mà chi tiết từng cái từng thứ mà chữa lành á thì nó lại quá dài, nó lại bị lan man. Thôi mình chỉ nói cho mọi người biết những cái mà title thôi, là không phải là cứ tự nhiên mà có được, phải không? Cứ gặp nhau mà cố gắng cười á là sẽ kéo nhau lên được. Phải. Thì giống như tụi mình đâu có up hoài đâu, tuần nào hôm nào cũng tự ghé qua nhà chị nấu ăn rồi chơi, nói chung là những cái đó là bình dị, không có học, hết phải là sao có phải chụp hình up lên thôi. Rồi hồi xưa thì mình thấy là chơi với nhau là phải up hình viết cá này nọ, mỗi lần giờ mình gặp nhau đăng người cái story liên tục là nhảm. Thì những cái bình dị đó nó lại tạo nên những cái điều quý giá nhất. Dạ. Khi mà mình ở bên cạnh người đó, mấy cái điểm xấu của mình đó, mình cũng không cảm thấy ngại nữa. Mình thấy thoải mái về cái vấn đề đó, không sợ phải xấu hổ này nọ. Nếu bạn thật sự như vậy thì bạn đã tìm được một nhóm bạn thật sự. Nó đơn giản hơn, giống như là bạn dám khóc trước mặt một người nào đó thì cái người đó thật sự là bạn của bạn. Có nhiều người đằng sau cái bản thân thì có nhiều cái câu chuyện người ta không muốn kể với lại bạn hay ai, nhưng mà mình vẫn có thể kể những câu chuyện đó với lại người đó. Thì hồi xưa ở bên hay rủ mình quay vlog lắm, mọi người biết mà, hay quay vlog tình bạn rồi này nọ, nhưng mà mình không có, như là không có can đảm hay là ngồi phải nói ra những cái điều mà mình phải gượng á. Cái vlog hôm nay là ngồi chưa có chuẩn bị gì luôn á, tất cả những cái around bin á, những tập luôn á, thì thường mình chỉ chuẩn bị một vài cái câu hỏi chứ mình không có phải chuyên như những cái podcast đấy. Đúng rồi, là phải có một cái script đàng hoàng hay sao đó. Chỉ có những cái câu hỏi để mọi người có thể đưa ra cái góc nhìn của tình người như thế này thôi. Thì như ở đầu video mình có nói, thì với bạn Kha, nó là bạn đại học của mình. Cùng Miu với đại TK thì không phải là bạn trong môi trường đại học, mà là bạn ở một cái level khác. Thì em có một cái câu hỏi muốn dành cho Miu với TK, để em muốn biết góc nhìn của hai người như thế nào. Tức có nghĩa là hồi trước á, khi mà em đưa Kiệt với lại Kha đi chơi chung với lại mọi người, những cái ngày đầu tiên á, những cái dịp gặp đầu tiên á, với cái tư cách, cái vị trí của hai đứa này, nó là bạn mới, tại vì em biết, hoặc là em coi phim đi, em thấy có những cái kiểu gọi là như thế này, ví dụ một cái nhóm bạn đang như thế này, xong rồi một cái người bạn trong nhóm đó có một hoặc là vài người bạn khác gọi là bạn mới, cái kiểu như là đưa vào để chơi cùng, để làm quen, thì cái hội nhóm đó sẽ cảm thấy rất là khó chịu, sẽ cảm thấy không thích, sẽ unfriendly hay sao đó. Thì đó, em muốn biết cái cảm giác của hai người lúc đó, góc nhìn của hai người kiểu như là cảm nhận về hai đứa này như thế nào mà có thể khiến cái mối hệ cho tới bây giờ. Cái này thật ra chị không quan tâm. Một cái hashtag không quan tâm. Tại vì tính chị là cái sở hữu chị chỉ có nhiêu đó, bạn thân là chỉ có nhiêu đó. Còn ví dụ như là dắt đi chơi thì cũng bình thường, ý là chị không có xác định đó là bạn chị, đó là bạn em, chắc sẽ chơi chị bình thường thì chị đâu biết phải thế nào đâu. Chỉ là chị giống bình thường với nó, nhưng mà nó không phải là phản chị. Ok. Hiểu không? Nó vẫn là bạn em thì bạn em chỉ tôn trọng bạn em bình thường. Và hai đứa này thì là cũng là đồng nghiệp, cho tới khi mà chung công ty thì bắt đầu mới tiếp xúc nhiều, thì thấy ngủ hơi chen. Vô rồi. Trời. Đó, có những cái nó không thể giải thích được bằng rõ bằng chữ ra như vậy. Hay nó sẽ rất là tình cảm. Đúng rồi. Mình cảm thấy là cảm xúc. Vô đi hả? Ok. Ừ, ngày đầu tiên anh nhìn nó tao đâu đâu. Lý do đâu? Ừ, công nhận cái mặt khô mà. Sẽ mặt chỉnh chảnh. Nó hay tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng mà cái kiểu em thiệt mà. Nó vậy mà. Nhưng mà không thích nha. Ngày đầu tiên là không thấy thích luôn. Mới ngày đầu tiên nó dắt theo thôi, chứ đâu có nghĩa là nó sẽ vô chơi thân với mình đâu. Cho nên mình cứ tôn trọng bạn nó dắt theo chơi thì ok, chào chị, chào em rồi vậy thôi. Còn mày thì mày chơi với Mi đi, tao có quen với gì đều vậy đâu mà chơi. Cái từ từ có những cái cuộc trò chuyện bắt đầu, em sẽ tham gia tiếng nói vô, rồi chị cũng bắt đầu chia sẻ tiếng nói, thì bắt đầu từ những cái cuộc trò chuyện đó mình mới cảm nhận được là mình có chung điểm chung đó, bắt đầu sẽ khai thác nhiều điểm chung hơn nữa. Cái quá trình đó nó dài vậy. Đúng. Nhưng mà cái góc nhìn của chị với lại Miu thì em rút ra được là mọi người cũng dễ tính, có nghĩa là mọi người vẫn tôn trọng bạn của em mình. Bây giờ ví dụ nếu mà mình biết cái đứa đó chơi với thằng đó mà mình biết trước đó là cái đứa đó không tốt thì như thế nào? Nói em của mình liền. Đúng. Nhưng mà ví dụ như người yêu nhiều thôi, nhiều khi trên cái cương vị tình yêu nó không tốt thì, nhưng mà trên cương vị tình bạn thì nó lại tốt với cái đứa kia, thì mình cứ nói thôi. Mình sẽ warning, quyết định của sẽ nằm ở bạn, mình sẽ tôn trọng bạn nhưng mà mình sẽ warning cho bạn trước. Đó là những gì mình cảm nhận được và mình biết kiểu vậy. Còn cái chuyện mà tiếp thu với lại chọn lọc là nãy ta có nói mà, tùy của mỗi người. Ủa? Với lại hồi đó thì vậy, còn bây giờ thì mình cũng thoải mái hơn rồi. Chứ còn ngày đầu tiên đi chơi là biết rồi đó. Đúng rồi, họ hoàn cả
giả một nhóm mình cảm thấy người cảm thấy là thấy không kỳ kỳ thì chắc chắn là những người đó kỳ thế đúng rồi, còn nếu mình cảm thấy thoải mái bình thường thì trên mình không có gì hết rồi. Thiệt là đây dễ tính lắm rồi đó, đi du lịch hay là ăn uống hay là mọi thứ đi chơi với bạn bè em thường là sao cũng được, không mọi người đi đâu em ok hết. Nhưng mà tụi mình là cũng kiểu là đi chơi cái mình dẫn người lạ theo, cái về nhà cái xong rồi bạn mình nói là ê tao thấy đứa đó vậy á, là mình cũng phải coi lại á. Đúng rồi, nhưng mà trong bữa ăn đó tụi mình không có tỏ ra khó chịu nha. Đúng, chính xác là vui vẻ luôn. Đúng, sao mà ra mặt được, có nhiều người thì người ta ra mặt còn giống như cái tính mình ngày xưa, làm quá gì mà ảnh hưởng trực tiếp đến mình á thì ok mình sẽ lên tiếng. Đúng rồi, lên tiếng cũng không có phải dữ dằn gì, không có hung hăng. Đúng rồi, không nói có thể là nói là ừ bạn mày vậy vậy đó, chắc tao xin đi về trước nha. Bây giờ thì mình cư xử mọi cái nó theo cái hướng nó cũng nhẹ nhàng xíu hay cũng lịch sự xíu, chứ thật ra hồi xưa tụi mình bổ bã hơn nhiều. Ý là em nói bả tụi mình là bả mình, còn hai đứa này thì em chơi tụi nó cũng vào môi trường đại học em mới chơi, thì cái phút đó tụi nó cũng trưởng thành dịp dập rồi. Ừ thì có mọi người như vậy, còn em mà về mà không thích người nào là tao sùm lên tao nói tao không thích liền, chứ không phải là hả tao tính em vậy bị sụn liền, cứ tỏ ra thân thiện không tao không làm gì được nha má, tao sẽ cầm con bạn đó, nó sẽ biết là hôm đó là tao như thế nào luôn, chắc chắn nó sẽ vậy nó hỏi trước chứ không cần mình nói. Thấy chị chì thì biết tại bình thường năng lượng của mình nhiều mà, đúng không, đứa nào chì là mình biết liền. Thật ra trong cái chuyến đi này mình cũng có vài người bạn mới mà, ấy là đối với mình thì mình có thêm ba người bạn mới. Ấy là những người đó mình biết trước, nhưng mà mình không có cơ hội để tiếp xúc với họ, nhưng mà hôm nay đó người đó bạn đó là bạn của chị TK, cảm thấy an tâm á. Đúng rồi, cảm thấy an tâm. Em cảm thấy cũng match được cái tần số, mặc dù cái hình thức ăn uống cũng khác nhau đi nha, tại vì có hai người bạn là ăn chay không ăn mặn được, kiểu như là một ngày nào, nghĩa là không có thể break được để một ngày đó thì ăn mặn luôn, nhưng mà tụi mình đi du lịch với nhau tụi mình vẫn vui vẻ bình thường với nhau. Dạ. Với cái vấn đề đó mình sẽ nghĩ cho người họ luôn, và cái người bạn đó chỉ là người bạn mới của tụi mình. Ủa? Thôi nhưng mà tụi mình cũng là thoải mái gì đó chứ không phải là bị ép. Tụi mình nhìn thấy kẹp kêu là hai tụi nó ăn chay, cái xong rồi mọi người cũng đồng ý là đồng ý bình thường ở nhà kêu đi ăn thì mình cũng sẽ ráng tìm một cái solution chay cho hai cái bạn đó, tới một cái địa điểm nào đó đều hỏi là ở đây có ăn chay không. Đúng, đúng nó rồi. Thành nhiều đã quen ở đây mình cũng phải đặt trước phần đồ ăn chay. Bắt đầu mình cũng cảm thấy là mình cũng hợp với họ. Lúc đầu chị TK nhắn á, em không phải là sượng mà em sẽ suy nghĩ tới ủa rồi về những cái chuyến đi ăn chung này là không sao. Ý là cái câu hỏi đó là cái câu hỏi đầu tiên của mình thôi, nhưng mà ok tìm cái solution à, thì những cái chuyến ăn chung đó trong những cái nhà hàng đó mình thử coi hỏi người ta có ăn đồ chay hay không, hay là gần đó có cái quán chay nào không thì mình có thể flexible, thì đó là cái cách giải quyết thôi. Lúc mà em meeting thì em kiểu sợ, tại vì trong đúng rồi là mình hay thoải mái, tại vì tụi mình rất là quá thoải mái với nhau và wow. Đúng rồi, sợ làm phiền tới người khác nếu mà các bạn chứ mà ngôn ngữ của tụi mình nói chuyện nó cũng khác nữa, giống như mình nói CL đây là tụi mình biết nhưng mà nhiều người không biết kiểu vậy đó. Cái người ta liệu người ta có bắt cười giống mình không, hay là người ta hỏi ôi trời mấy con này xà má, ồ kiểu vậy á. Tụi mình chỉ cần một cái khi quá thôi là mình sẽ hiểu, tự nhiên cái đường ra mình đang cười vậy á mà người ta không hiểu chứ. Nhưng mà hả, ta thấy mình tới lần hai lần ba người ta cười hơn mình. Đúng, có nghĩa là người ta cũng thấy cũng minh bạch. Thấy các bạn cũng no way chưa, no way cười lắm xả xả luôn á. Mà nó vấn đề gì xảy ra cái cùng trả lời, mình sẽ xem sắc mặt của họ với lại xem cái cách họ trả lời. Mà mấy cái đó cũng dễ thấy. Đúng rồi, dễ thấy mà chị. Nhưng mà ngày xưa thì mình không có thật, mình không có tin tát. Đúng rồi. Nếu mà lúc nào mình xả giao với cái người đó, bạn của chị TK, mà mình cảm thấy là ồ sắc mặt của họ có vẻ không vui, hay là họ trả lời không được tự nhiên thoải mái cho lắm, thì bắt đầu là có sự mình sẽ cũng tự biết nấu khoảng cách của mình. Sau chú lại một chuyện đó thì mình thấy là cả bản thân mình đã được mở lòng ra thêm, đã được đón nhận thêm những cái điều mới. Tại vì mình cảm giác là khi mà mình có cái cơ hội đó mà mình không đón nhận thì mình sẽ bị hối tiếc. Những cái người bạn đó khi mà họ chơi với người khác không cảm nhận chưa đo mình, nhưng mà khi họ đúng tần số của mình luôn nha, kiểu matching cùng cái tần số đó luôn á, tự nhiên họ lại mở lòng với mình luôn. Mình cảm giác mình có giá trị luôn. Đúng rồi, mình cảm giác là mình muốn ở bên cạnh họ và mình chia sẻ cho họ để họ nhận ra bản thân họ, họ biết mình cần gì và mình đang có những cái đó thì mình có thể chia sẻ cho. Thì cái khúc đó thì mình hơi giống thiên sứ đó chị, tại vì giúp được người ta. Mà người ta cũng giúp mình nữa. Đúng. Mình cũng cần học cái hay từ họ, và mình cũng sẽ chia sẻ được những cái họ cần từ mình. Thì đến với lại series Around Bean á, ở mỗi cái phần kết mình đều có một cái câu hỏi dành cho khách mời đặc biệt. Thì hôm nay muốn hỏi Khe, muốn hỏi Kiệt, thì cái câu này đã hỏi Miu với lại TK ở tập 4 rồi, là nếu mà được quay một cái clip kiểu như là story thôi,
24 giây để gửi cho bản thân của mình vào 24 năm tới thì tụi bay muốn gửi gắm cái gì cho bản thân của tụi bay, hoặc là có thể 24 năm sau tụi bay xem lại cái clip này thì tụi bay sẽ cảm thấy như thế nào thôi. Thôi để tao trước nha. Ok, gửi mình của 24 năm tới thì mình hy vọng mình sẽ kiên nhẫn hơn, tại vì mình là một người khá thiếu kiên nhẫn. Cái thứ hai là mình sẽ sống tình cảm ít lại, mình nên lý trí hơn. Tại vì mình bị sống trái tim nóng nhiều hơn, cảm xúc nhiều hơn, thì mình nghĩ là mình cần lý trí hơn. Và cái cuối cùng là mình sẽ thật thành công trong tương lai. Rồi. Dạ. Gì vậy? Nói đi bạn yêu. Nói cái gì giờ tôi đó? Gửi Ly Kiên 24 năm sau thì hãy tự tin hơn bây giờ, tại vì mình cũng có khả năng trong công việc của mình và những cái mối quan hệ xung quanh thì nên mở lòng hơn với mọi người. Tại vì trước giờ thì mình hơi khó chịu khi mà tiếp xúc người mới. Chắc Kim Ngưu biết quản lý tài chính nhiều hơn nha. Năm nay cũng hơi banh banh đó. Chỉ trong 2 năm tới thì em tự tin là em sẽ thành công. Và năm khi mà 24 năm nữa thì chắc chắn em sẽ ở một cái vị trí cao hơn. Cương vị mới. Tự nhiên hồi nãy Kỳ nó nhắc nó cùng Kim Ngưu á, cái tự nhiên mình mới nhớ là tất cả những cái gương mặt ngồi đây đều là chung một nhà kiên định. Cho bạn nào chưa biết thì nhà kiên định mọi người search ở trên Google á thì nó sẽ ra những cái cung mà nó chỉ có 4 cung thôi. Đó là cung Bảo Bình, cung Kim Ngưu, cung Sư Tử và cung Bọ Cạp. Là đủ mặt ở đây hết. Sư Tử nè, Bảo Bình nè, 2 Bọ Cạp và 1 Kim Ngưu. Cung kiên định không còn một cái cung nào khác ở trong đó luôn. Kiên định với cái suy nghĩ của mình. Không, cái tôi là cái tôi mạnh lắm á. Cái tôi hơi kẹo chút. Hơn rất là cung đáng nhiều. Cho nên là chơi với nhau thì cũng phải tự biết hạ lên, nâng xuống. À, nâng lên, hạ xuống. Dung hòa. Với lại cái video này á, theo cái lịch mà em sắp xếp thì hình như là em sẽ đăng vào 23 Tết. Cho nên là em cũng muốn mọi người gửi một cái lời chúc mừng năm mới tới viewer thôi. Ta chúc mọi người ăn như thánh giống, khỏe như trâu cày. Đấy là khỏe, sức khỏe đó. Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe sao cày. Quan trọng đó nha mọi người. Và chúc mọi người sẽ có thật nhiều may mắn nữa. Tại vì ngoài những cái sức khỏe, những cái tài tiền, nó phải có may mắn nữa thì nó mới đẻ được nhiều cái lập mới. Chúc mọi người Tết thì 16 rút lên không phải cái màn hình nha. Màn hình đó. Cái màn hình là giống trên mạng á. 16 rút lên con tay là trời. Chúc mọi người bình yên trong cuộc sống và sẽ tránh được những cái mối quan hệ toxic cuộc đời của mình. Chịu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Thì chúc các bạn năm mới mình sẽ có những cái duyên mới, gặp những cái người mới tốt hơn và một cái đám bạn vui như tụi mình, và chắc chắn là tụi mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong năm tới. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết tập 5. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ cái series Around Bean này. Bây giờ tụi bạn sẽ đi đốt lửa chạy. Bây giờ tụi mình sẽ đi đốt lửa trại thôi. Ok, hẹn gặp mọi người ở video sau với một khách mời mới nha. Bye bye. Bye bye. Công việc văn phòng của mình lương không hề cao luôn, nhưng mà lương nói là làm vì đam mê là có thiệt. Kéo chị ra vũ chỗ đó nhảy gì đó, tất cả mọi người ai nhìn hết chị cũng hoảng. Và tính nam và tính nữ, feminine energy và masculine energy là energy. Là biên chọn cả bằng tiếng Anh. Nghe nó sẽ đỡ ru hơn. Tốt á, khi mình hiểu không? Tự nhiên người tốt xong tự nhiên mình thấy mình là người chưa tốt. Ấy là mình quen một người tốt thì mình sẽ là người red flag hả? Đúng rồi á.